love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Xin chào các bạn, bây giờ anh em chúng tôi sẽ độ chế một cái bàn pizza. Nói chung là tận dụng những gì mình có và mua thêm cái băng. Cái băng mình cũng bằng xịn ha, uy linh 2000. Rồi tận dụng cái bàn gỗ này. Tận dụng bàn gỗ này mình chế lại mình để dành mình chơi mùa dịch nha các bạn. Chơi ghiền, pizza củ bắp mà chơi ghiền nha. Rồi mua hai cái cây gỗ giấy ngựa. Giờ anh em chúng tôi sẽ bắt đầu cắt làm cái khung, sau đó là dán cái băng vô cái khung gỗ này là bắt đầu mình chơi được nha các bạn. Chiều dài thì 1m2, bề ngang thì khoảng gần 8 tấc nha mọi người. Đồ ở nhà có cái gì thì mình chơi cái đó của nhà chồng. Dán vô sợi tiếp mà nó cắt mới đi. Này bóng nha các bạn, 180. Bụi xíu nha, mở thông cảm nha. Xong cần với anh Quốc không đợi nó. lấy cái bàn làm việc ở nhà luôn nha mọi người, lấy ra mình quay luôn, làm bàn pizza tự chế. Mua cái thêm cái mặt kiến, mua thêm mặt kiến, kiến này mình mua 8 ly thôi, khoan nhờ khoan thêm vài cái lỗ. Mùa dịch chơi ghiền nha mọi người, mọi người đừng có ném đá em nha, em sợ lắm, rảnh rỗi xin ông nội. Anh dùng cái mặt bàn khoan xuống vậy luôn là hơi chịu rồi ha. Ok. Bắt con hấp luôn chiều lên cho nó lọc vô thùng này, nó không hấp lên với lại. Rồi, rồi quá đẹp rồi, quá đẹp. Để giữ cố định cho cái bạn không lắc qua lại thôi, sợ thôi. Cân bằng mình nghĩ là nước mấy? Mình có hai rồi. Nó chắc nước ao á. Giờ là tới màn là mình căng giải lên cái kiến nào. Giờ là phụ lại cho mặt bằng ra đẹp mừng. Quá thông minh mà cái này chỉ cần thiệt là một lớp mình đó. Mình làm cách này thì nó hơi tốn lại chút xíu. Nhưng mà kiếm mà còn dư dả nhiều quá luôn á. Bù lại là rất là êm. Một lớp thôi, không cần hai lớp thôi. Kéo dở chứ rồi. Rồi kéo chứ. Rồi kéo. Từ cái tim thấy ngay cái mặt anh đó anh bị hơi dùng rồi thấy không? Đào. Ăn dữ về trang thì tim mà đã bấm rồi cho mình đèn lại chút. Giờ tới phút mà tỉa cặp tinh phụ cắt lên cho nó tỉa cặp, muốn cắt thì mình giống như cái bàn trễ thảm không có ghê, nó chịu nha, cắt là mũi nó dễ cắt hơn. Mặt này mặt dấu này để em thử cái nha. Rồi đúng rồi, con đầu cái này sát xuống, cái đuôi ngẩng lên ngẩng xuống quan trọng, đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, quá chuyên nghiệp. Bây giờ nó không ok ha, bây giờ mình lấy băng ra mình gá lên. Để căng lên mình làm thua tiêu chí thảo không? Bây giờ chủ tịch nào cáo ai tăng tóc này, bị siêu này. Rồi chủ tịch Quốc có cái bàn giải căng hư nào cho em cả được. Đến công đoạn nhán băng. Loại này là loại xịn của Uy Linh. Uy Linh nha. Bên phân phối cho cái bằng của Visa. Giờ mình cắt góc vô cũng được 80% rồi. Bởi vì đưa cá cắt này là nó khỏi ớt rồi đúng không? Còn muốn là mẫu sai là chết nha. Chúng tôi phải tự tin vào cái để tụi mình canh bên kia cho nó đều nha, chứ bên đây mình ngấn là rồi đó nha. Mẫu sai là chết. Ra là tao ăn cao su này nó không cứng đâu. Trời ơi, giống như sắp được 3 chỉ thôi đấy không? Dứt khoát đừng có để nó bồng lên. Nó đầu rồi, rồi hột rồi nè. Kéo dán ra, xong giờ để hột. Ủa, tại sao lại hột? Hú hồn vừa luôn, hay quá. Dứt quăng rồi nhấn xuống đừng kéo. Đúng rồi, nhấn. Qua cao su mình rút kéo nữa. Dạ, dạ. Bên nó để riêng ra bên nó rồi cho là hướng lên. Đó. Giá này thấy sao không? Đây. Rồi một thịt nào dám em giữ cho nè. Không. Để em đi lấy cái cỏ. Có bàn chải răng không? Không có dùng cọ, bàn chải răng không nghĩ. À bàn chải răng không? Đúng vào về đạp thành ra gì. cái khung sau khi dán hai băng này mọi người. Chờ tí cho nó khô cái mình dán thêm hai cái khung còn lại, hai cái băng còn lại. Mốt mà lỡ mà có đặt hàng quá sao dạ thôi khó quá bỏ qua đi anh. Mình làm chơi đam mê thôi mà các bạn. Chơi ghiền thôi nha. Sau khi bọn mình đóng xong thì cái băng dán như thế này. Trái bi KV sau khi chạm băng ra thì nó chạy đàn hồi rất là nhanh, tưng dữ lắm nha mọi người. Nên là khi làm thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải dán cái vải băng vô. Còn này cái phần này mình có dán không nè? Dạ đúng rồi. Mình tháo cái bộ rồi. Chơi đam mê nhưng mà cũng khá là tốn kém đủ thứ thời gian công sức ABC SZ nha mọi người, chứ không hẳn là cứ dính ngắt luôn keo thôi. Anh lấy cái gì đó do keo đây, do keo khi mình dán đúng rồi như lên. Bây giờ lấy vít dẹp đây. Lấy cái này kẹp vô, nặng lắm. Rồi bây giờ anh em chúng tôi sẽ bắt đầu dán cái vải băng cho cái băng. Qua đó xíu bên đây nè. Không, mình qua dán mình theo từng băng chứ không cần canh theo vải nữa em. Rồi ok. Đây, vải băng sẽ xuống như vậy nha mọi người. Quấn một vòng. Đúng rồi. Quấn một vòng qua đây nè. Nhưng mà anh cứ để thẳng, anh bấm ở trên xong đi rồi anh hãy kéo xuống dưới. Đúng rồi. Bọc vải băng nha các bạn. Ok, bây giờ là bọc vải băng, mình sẽ bấm theo cạnh vải. Nói chung là đủ nhà đủ cầu là đến con băng rồi nhưng mà hầu thì là không muốn. Nên giờ là cuối cùng cũng phải quấn băng theo chủ nhà rồi. Tại vì ăn nhậu hết vô đây rồi phải làm theo ý chủ nhà chứ không đúng thì chủ nhà quánh á. Bây giờ quán chưa xong nhưng không chạy được, không biết đồ bắn gì rồi. Rồi bây giờ anh sẽ bắn cái vải băng. Em bắn trong đây luôn rồi. Rồi cái khúc dưới thì dạ nó không, mình sẽ lộn qua. Chuyên nghiệp quá. Cuộc chơi cũng lắm công phu. Ở sao mình không phủ cái đẹp thế đâu? Không thích. Lát nữa mình cái này khung này đợi lên luôn. À ốp lên phải không? Đúng rồi. Em nói rồi, đúng rồi, trong cái nó có một cái khung ốp luôn. Khung ốp của bà bia lớn á. Rất là kỳ công nha mọi người, không phải là muốn làm mà bia đâu là. Mặc dù tụi mình cũng là dân nghiệp dư thôi, dân tay ngang thôi. Quá đẹp. Để đo nó sang đây nó khoảng tầm nào nè. Cho nó giáp mối luôn nè. Đây ha, nó nằm từ đây thì mình sẽ cắt từ đây nha các bạn. Cái anh kéo giáp mối hồi đủ bài không? Đủ. Đúng rồi, anh khép lại, khép nữa. Không nghe. Đừng đâm lục bụng em. Hả? Cái góc cũng là cả vấn đề đó anh. Giờ thì em đã hiểu tại sao Fueca Diệp Đức Dung giờ thì em đã biết không ai đại khái nó là như vậy. Cũng là lần đầu hết kia. Quan trọng cái này thôi, quan trọng cái này. Xuất sắc. Thật ra anh em chúng tôi làm như vậy thì quá kinh khủng rồi quý vị ạ. Tôi không nghĩ là anh em chúng tôi làm được vậy. Ngoài sức tưởng tượng. Thỏa mãn đam mê mà làm phiền anh em quá. Đúng bài luôn rồi đó. Quá đẹp. Thật sự là excellent. Có không vậy? Mày phải chia thêm thùng nữa mới được. Rồi, tháng sau nhậu luôn. không bạn mình cứ lo lắng là không biết bọc làm sao cho nó cái góc. Đúng là không có suy nghĩ ra được là để làm như thế nào để được chứ các bạn như thế này, bởi vì anh em chúng tôi là những người không chuyên, anh em chúng tôi chỉ có đam mê. Cái gì mình hiểu anh em mà mình chưa làm á thì mình chưa nói được, cho nên thôi mình cứ để đến giờ này mình làm xong mình hãy nói. Okay. Trời ơi, cảm giác mà nói chưa được thì bấm phát rồi. Ủa cái này bấm ngoài không gian nó có bay không? Mình chưa thử. Tụi mình cứ thử. Trời ơi, bắn lũng giải thền đi. Oh, bắn ngoài không gian rất là mạnh nha. Sao góc đây đâu chủ tịch. Quá đẹp. Trời ơi. Mình sẽ tới cạnh bên này. Mình sẽ làm hai góc trước. Giờ đổ gạo nhé. Rồi chủ tịch tin này, cài chỗ này, đừng có cài bên trong để lát nữa mình khóa sau cùng. Đây ha. Để số, để mỗi số. Đây mỗi caramel này, lo caramel nha, cái kiến còn cái nữa đẹp mỗi số đẹp không? Ừ, đúng rồi. Rồi ok nữa không? Không cái này sao không sao ngay đầu ngón tay. Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find. Rồi, coi như là làm xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu test trang toàn nha các bạn. Trang viền mùa dịch nha. Tự làm tự chơi tự thương. Dịch giả rồi chả biết bao giờ mới là kết thúc lại. Thích chơi cũng ghiền chơi nha. Bây giờ tụi có nhưng mà thích chơi nha mọi người. Em làm chơi game dữ lắm. Em quán thì cực kỳ dở nhưng mà đam mê ghê lắm. Đây bộ em mua bộ em cũng thường mà. Xào từng cái cơ bản thử rồi. Bàn nhỏ nên không cắt góc như vậy. Và mình dưới góc camera và đánh vào bên đây. Chơi điện khổ lắm mọi người. Vẫn trúng nha. Cái góc của phòng mình cũng 3 mét vuông thôi, nên là các bạn này xoay cơ qua xoay lại cũng được nha mọi người. Đó, các bạn này mình tập xào được nha mọi người. Chơi tự sướng mà, mình chơi vui mà nên là không có đặt nặng lắm. Điểm số mình tập xào càng nhiều càng tốt. Đã đôi chuột rồi. Dạ, chả biết bây giờ mới có thể là kết thúc được. Món gì cũng ảnh hưởng đến kinh doanh mua bán gì cũng không được hết. Chán lắm mọi người. Em này cũng gan lắm, em tự ông em nó mày mò ra làm cái bàn, chứ em không biết làm bàn đâu. Nói về người da thì người chơi là như từ đầu nói người chơi ghiền, em quấn ghiền em quấn không ai quấn lại em thấy 1.5-7 tiếng đồng hồ bình thường chơi ghiền mà. Lắp bàn thì đánh xào là cũng ngon lành đó mọi người. Như mình xài là có 3 cạnh băng thôi. Một là 3 cạnh này, hai là 3 cạnh còn lại. Nhưng mà do là không có diện tích nên là hầu như mình tách 3 cạnh bên này thôi mọi người. Ba cặp bên này nên là làm ra mình không xài cặp bên kia được. Xài cặp bên kia thì thấy nó hơi bị sai rồi. Tại ra bạn lớn mình đánh không được. Dưới cái tờ này, vướng cái tờ 3 triệu. Dễ từ, đó là một lần. cơ không có góc. Mấy hình bi là để dành tập các bạn nhỏ nhỏ để tập trô với ngon lắm cắt cũng được. Tập trô kéo cơ củi của mình thì đánh chắc được 4-5 điểm mà ham chơi quá, mùa dịch quẩn quá là các bạn chơi mình. Lên Shopee mua đồ và tự xử dính cái từ này. Dính cái từ cái quay ngang là dướng. Yêu cầu đối với mình là cố gắng tập sao đó mình đều cỡ trên 50 là vui rồi. Bây giờ mình đánh coi như là đánh cái bàn do thế là coi như để chung dưới cái lớn vướng tùm la. Bạn nhỏ cũng lo nhé, vui à. Tập tính là một băng cũng được mọi người, tập cánh băng. Tập trên băng, đo băng. Tập mấy động tác cơ bản rồi từ từ mình biết là chắc mình sẽ tiến bộ. Giống như đánh bàn lớn mọi người. Chào tới coi như có các bạn ở nhà chơi đổ mồ hôi cũng không lành à. Các bạn phải đổ luôn mà. Do cái trên lầu nhà mình nó cái nền cảnh không ngay. Ok, hôm nay chơi như đó được rồi. Lo cân nước nữa. Cũng không tệ nha. Ghiền với da, nó chơi ghiền món mấy món khác không biết sao chơi ghiền với da mà không chơi nó ngứa tay chân lắm, mấy con này bạn cái gì không? Đó các bạn, cơ nó vướng cái tường không đánh được, chẳng đứt cơ lên cũng tầm bậy. Chẳng đứt cơ lên là đánh sai liền. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mà có thích pizza chơi game giống mình thì hãy subscribe kênh YouTube giúp mình ha. Chúng ta cùng nhau giao lưu chơi, giao lưu học hỏi nha. Cảm ơn mọi người. Mọi người xin chào. Chúc mọi người sức khỏe, bình an mùa dịch.